Thưa quý vị, việc đọc sách đang dần trở thành một thói quen tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của mỗi gia đình, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Trên tinh thần đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố chú trọng tuyên truyền phát triển văn hóa đọc trong gia đình nói chung và cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng ở cộng đồng dân cư. Tại phường Hoa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua nhiều chi hội đã có nhiều mô hình hoạt động ý nghĩa như xây dựng tủ sách văn hóa tại chi hội phụ nữ 3B. Đồng thời duy trì việc đọc sách mỗi tuần, tạo thói quen đọc sách cho hội viên. Nội dung sinh hoạt giao lưu được tổ chức theo chủ điểm thắng, đem lại nhiều kiến thức bổ ích và niềm vui cho chị em phụ nữ. Nói về chuyên đề nói tư học học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh cùng chị em cùng kể chuyện về bác về phụ nữ và bạc về các cháu thiếu niên nhi đồng và sự sống đơn giản như bà khô và giản dị như bà khô. Cùng với việc duy trì hoạt động đọc sách, Chi hội Phụ nữ 3B còn xây dựng các nội dung làm theo bác và tiếp tục đưa việc học tập rèn luyện trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi hội viên phụ nữ. Cũng như động viên chị em trong tổ dân phố tham gia là là tích cực là, là đóng góp là thuế nhà đất đó, rồi là vệ sinh môi trường đó, rồi đó, cố gắng là nuôi con khỏe dạy con ngoan đó, như giữ duyên gia đình hạnh phúc những việc làm thiết thực hiệu quả của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ đã đem lại luồng sinh khí mới trong hoạt động hội thể hiện sự sáng tạo khi vừa thực hiện tốt công tác tuyên truyền vừa phát huy mạnh mẽ phong trào đọc sách vừa tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội ở địa phương qua đó khẳng định vị thế vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới